Hey, xin chào các bạn. Nếu mà các bạn xem video bên mình về các sản phẩm đồng hồ này, vòng đeo tay thông minh này hay là các sản phẩm loa thì liệu các bạn có thắc mắc tại sao một cái thị trường đã quá bão hòa mọi thứ rồi mà các hãng vẫn cố đưa ra sản phẩm na ná nhau và cho rằng đó là sự cạnh tranh giữa các thiết bị của hãng? Mình sẽ đem ra so sánh ở đây là các thiết bị loa nhé. Với một giá mình nghĩ thuộc vào dạng cơ bản đi, khoảng 3 triệu đồng thì bạn có thể sẽ nhìn thấy mình phải đau đầu đến như thế nào với những Jack 3, Flip 3, Flip 4 hay là XB31 của Sony, Soundlink Color 2 của Bose và cực kỳ nhiều thiết bị của hãng khác. Và sẽ là một niềm đau đầu nếu bạn không quá am hiểu bản thân mình thích thương hiệu nào hay là chất âm của hãng nào. Giả sử bạn thích dòng nhạc pop ballad nhiều chiều sâu, thích thưởng thức giọng ca ngọt ngào của ca sĩ nhưng lại chọn cho mình một chiếc loa có phần dual bass mạnh mẽ hoặc là thiếu các nút chuyển âm để dễ dàng cân chỉnh dòng nhạc để phù hợp với gu âm nhạc của từng người. Hôm nay hãy cùng khám phá xem các công nghệ mà hãng đưa vào các sản phẩm tai nghe, loa của các bạn là gì, cũng như là nó sẽ thay đổi trải nghiệm nghe nhạc của các bạn như thế nào nhé. Đầu tiên, trước khi đến với những chiếc loa thì không thể sót đó chính là những công nghệ mà chúng mang theo mình. Với những chiếc loa Bose sẽ giúp chúng ta có công nghệ phần âm thanh cũng như là phần bass được tách biệt hơn. Từ đó khiến cho người nghe có cảm thấy rằng phần bass của những chiếc loa Bose có phần mạnh mẽ hơn. Khá ngược lại với Bose thì nhà sản xuất Sony không trang bị cho những chiếc loa của mình khả năng tách biệt các giải âm mà lại đưa đến sự chân thật, chi tiết âm cũng như là sự cân bằng tối đa nhất cho người dùng. Nên khi sử dụng chúng ta có thể thấy rằng những dàn loa của Sony thường có chất âm rõ ràng hơn trong tùy trường hợp với thể loại nhạc. Đối với mình mà nói, những trải nghiệm để mình đánh giá cao cho một sản phẩm loa đó là 3 thứ: thiết kế, chất lượng âm và tính ứng dụng. Quay trở lại với câu hỏi của chúng ta, tại sao các nhà sản xuất thường đưa ra những sản phẩm cùng một phân khúc nhưng lại không có quá nhiều cải tiến hay là sự mới mẻ? Bởi vì không phải ai cũng là những người sành nghe có thể nhận biết được những thay đổi nhỏ trong thiết kế cũng như là vấn đề căn chỉnh âm thanh trong giải âm của em loa đó. Hơn nữa, với mỗi chiếc loa ra đời, nó đều có những công dụng cũng như là những đặc điểm cố định. Có chiếc loa sử dụng cho nhu cầu đi du lịch, cũng như là có những chiếc loa lại hoạt động cho mục đích cá nhân. Vậy thì thật ra, mỗi sản phẩm bởi mỗi hãng được sản xuất ra chắc chắn là nó cũng sẽ có một anh em đối thủ. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm mà bạn cho là giống nhau thì thực chất là chúng sẽ khác nhau. Mình sẽ lấy ví dụ, ở đây mình có hai chiếc loa di động Bluetooth, một chiếc là Soundlink Color 2 với giá là 3.990.000 đồng, và thứ hai là loa Bluetooth Sony SVS-XB31 có giá gần tương đương 3.290.000 đồng. Và như giá thì các bạn có thể thấy gần tương tự nhau và cũng đều có mục đích như nhau. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy rằng việc phục vụ cho cá nhân thì Bose có một thiết kế cũng như là nhỏ gọn hơn nhiều so với Sony. Với thiết kế này thì dù gì cũng sẽ không mất nhiều không gian cho cặp trong túi. Chất âm của Soundlink Color 2 khá to mồm. Tuy nhiên, đây là một sản phẩm sử dụng cho cá nhân thì các bạn có thể thấy rằng phần thiết kế được đề cao để có thể sử dụng được ít khoảng trống hơn cho bạn. Cùng với thiết kế driver bên trong, có thể sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những luồng âm thanh bên trong mình. Và mình đánh giá đây là một mẫu loa có công suất lớn cũng như là sẽ phù hợp với những người dùng cá nhân, tuy nhiên vẫn muốn một mức độ âm thanh lớn hơn một chút. Và tiếp theo sẽ là chiếc Sony XB31. Như các bạn có thể thấy, sự khác biệt ngay ở đây đó chính là những driver woofer mà em nó sắp thành hàng ngang. Điều này thì sẽ giúp lượng âm tản ra được rộng hơn. Tuy nhiên, thiết kế của em nó thì lại lớn hơn rất nhiều. Và mình nghĩ chắc chắn bạn sẽ không muốn mang một chiếc loa quá to như thế này để trong cặp đâu. Vậy nên bạn có thể thấy ở đây, các nhà sản xuất khi đưa ra không chỉ có chất lượng âm thanh mà còn thiết kế, khả năng ứng dụng hàng ngày, chứ chưa nói đến những chất âm khác nhau giữa các nhà sản xuất thiết bị âm thanh. Và còn một điều nữa, nếu như các bạn nói rằng âm thanh của những sản phẩm này chỉ là giá rẻ, vậy thì nhà sản xuất đâu cần phải đẻ nhiều đến như vậy, chỉ cần 1-2 loại loa là được rồi. Tất nhiên, bạn nói vậy thì cũng có phần đúng, tuy nhiên là vẫn sẽ có chỗ sai. Vì đây là sản phẩm dành cho cá nhân nhé, chứ không hẳn là sản phẩm giá rẻ. Bởi nếu là sản phẩm giá rẻ thì ở tầm giá nào cũng có một vài mã, chứ không phải là cứ dành cho đối tượng cá nhân thì đó nghĩa là một sản phẩm giá rẻ. Video này được làm nên để các bạn hiểu rằng các nhà sản xuất luôn làm đa dạng hóa các sản phẩm, cũng như là các bạn đừng nghĩ rằng thị trường có quá nhiều chủng loại và khó chọn, bởi vì mỗi sản phẩm, mỗi nhà sản xuất đều có những tiêu chí nhất định cho những tính năng rất rõ ràng và cho công dụng của sản phẩm đó. Nên mà các bạn không cần phải quá đau đầu khi mà chọn một sản phẩm cho mình, mà thậm chí là có thể chọn đúng mẫu loa mà mình thật sự dùng đúng với công năng nữa.
Nếu bạn thích video này thì hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.